3x bình cộng 2 có đồ thị như thế này. Đó là đây 2 trừ 2, đây 2 0, chốt chưa? Rồi câu A có phải là f y bằng trị đối của f biết không? Đó, đây là trị tuyệt đối của y nha, nhớ trị đối của y thì nhớ nè, trị đối của y lấy cái phần ở trên trục Ox. Kẹp. Bỏ gì? Bỏ phần ở ở dưới, sau đó lấy cái phần ở dưới đối xứng qua trục Ox, bắt đầu lại tô lên nè để cho nó thấm. Không biết có thấm không thôi. Chứ người ta nhìn vô đã thấy rồi. Tô lên để cho thấm. Nè. Đó, thấy chưa? Nó thấm đấy không? Đó, giờ mình đồ lên. Đó, rồi, nhìn cái trên thôi. Thấy đúng đồ thị chưa? Không, thấy chưa? Khác đúng không? Khác đồ thị của mình đúng không? Xong, tiếp. Câu B nè. Nó kêu gì? Y bằng F của trị tuyệt đối X. Dạng này là trị đối của X nha. Trị đối X lại vẽ là cái hình khác để cho nó thấy. Khổ quá. Rồi, chị đó x thì nhớ lấy bên phải chục u, u gì? U y, lấy bên phải chục u y nè. Bỏ bên bên trái nha, bỏ luôn. Sau đó lấy cái phần mà lấy nè, đối xứng qua chục u. U y. Đó, nhớ nha, cái này là lý thuyết. Đồ lên. Rồi, đối xứng qua chục u y nè. Thấy chưa, thấy đồ thấy chưa? Đó, hơi cực chút xíu. Đó, có giống cái thằng này không? Hình dạng thì giống, nhưng mà vị trí thì nó bị lệch không? Nó phải xuống dưới, kẹp chưa? Vậy câu B sai. Tiếp tục câu C, nó gì? Y bằng gì, chỉ đối gì? X trừ 1 đúng không? Nhân gì? X bằng trừ 2X trừ 2. Thì cái dạng này gọi là dạng tích trị với một cái bình thường. Thì nhớ y của mình sẽ bằng gì? X trừ 1. Thằng này lớn bằng 0 ra chứng nó. X trừ 1 lớn bằng 0. Tiếp. Thằng này nhỏ hơn 0 ra trừ nó. Chốt chưa? Rồi cũng vẽ lại đồ thị. Khổ quá. Quá khổ. Số mấy? Số 2 đây nè. 0 nè. Đây mấy? 2 nè, đây 1 nè, đây trừ 2 nè. Rồi, nhưng lên ở trên đây. Hiện này có phải là x lớn bằng gì? Lớn bằng 1 không? Lớn bằng 1, bắt đầu nhớ lại kiến thức đi. Lấy gì? Lấy đồ thị mà có x lớn hơn bằng 1. Đây. Kẹp. Sau đó làm gì tiếp? Bỏ bên đây. Đúng bỏ không? Bỏ đúng không? Bỏ. Rồi tiếp cái gì nữa? Cái gì nữa? Bạn nhớ gì là không nhớ nổi đâu. Rồi gì nữa? Quay lại. Lấy gì? Lấy đối xứng. Hay là lấy gì? Đó, quay lại thôi. Đây nè. Nó kêu gì nè? Sau đó gì? Đây nè. Bỏ phần miền nó nhỏ hơn nè. Rồi lấy đối xứng cái phần mà bị bỏ nè. Lấy đối xứng phần bị bỏ qua trục gì? Ox. Lấy đối xứng phần bị bỏ qua trục Ox nha. Đây phần bị bỏ nè. Đồ lên. Phải nhớ nha, là không nhớ nổi đâu. Đồ. Qua trục Ox đi. Thấy rõ không? Thấy rõ không? Đây. Giống đồ thị của mình chưa? Rồi, đúng không? Cũng tương tự đi, mình làm luôn câu D đi cho coi cho nó. Câu D. Y bằng gì? X trừ 1 nhân trị đối gì? X bình trừ 2 x trừ 2. Chốt chưa? Cũng y chang y bằng gì? X trừ 1. Hồi này là số dương nha, ra chứng nó.
Vậy là bấm hai máy tính cho lợi này lớn bằng không đi, coi nó ít nó nằm đâu. Lớn hơn bằng không. Và cái này nó nhỏ hơn không. Nhỏ hơn không thêm dấu trừ. Là nhiêu? Bấm qua số thập phân coi. Ít nhỏ mấy? Trừ 0.7 tiếp. Hoặc đúng không? Hoặc ít lớn bằng 2.7. Được chưa? Rồi. Vẽ là cái hình. Cái số này xấu quá nên nó cực. Vậy là 2 nè, 0 nè, 1 nè, 2 nè, trừ 2 nè. Rồi. Lấy đồ thị để cho thằng này lớn hơn bằng 0. Lớn bằng 0 là lấy từ trừ x của mình phải là trừ 0.7. Trừ 0.7 đâu? Trừ 0.7 năm đây đúng không? Đó là lấy đây. Chốt chưa? Và gì? X lớn hơn 2 phất mấy? 2 phất 7 nằm đây đi nha. Lấy đây. Chốt chưa? Chốt chưa? Sau đó bỏ cái phần còn lại. Rồi làm gì tiếp? Lấy cái phần bị bỏ, lấy đối xứng qua chục. Ô yết, đó, cái này hơi khó nè, tại vì mình không có bút. Có bút lông là sướng rồi. Đó, đồ lên để cho nó thấm thôi chứ không có gì hết. Hơn là cái giấy này nó mờ, đối xứng qua chục ô yết. Rồi, nhìn vô đồ thị, đây. Thấy không? Đây. Kịp chưa? Hơi cực không? Nhớ lý thuyết đã, không nhớ lý thuyết làm cực quá. Cái đầu tôi muốn nổ rồi, tại vì nó già rồi, đâu còn sức đâu nữa, còn bé này đang làm gì đây?